Dạ, xin chào ba cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Hương Quê. Dạ, hôm nay thì Nương rất là vui khi được thay mặt cho anh Nít và chị Tiên ở bên Mỹ là đến tặng quà cho chú Bảy nha. Dạ, thì anh Nít và chị Tiên cũng có chia sẻ là cũng rất là quý mến chú Bảy nên là cũng muốn tặng cho gia đình của chú Bảy một món quà. Thì hôm nay Nương đến nhà của chú Bảy để thay mặt cho anh với chị gửi quà cho chú Bảy. Dạ. Dạ thì anh Nít và chị Tiên ở bên Mỹ có gửi cho chú Bảy một món quà là số tiền 1 triệu nha chú Bảy. À. Dạ đây con gửi chú Bảy số tiền 1 triệu. Cũng là cảm ơn Tiên và anh Nít cũng trợ cho số tiền này chị cũng thấy sợ giống gia đình. Chúc anh chị cũng niềm vui thành công trong cuộc sống. Dạ. Con cũng chúc cho chú Bảy với gia đình có nhiều sức khỏe luôn nha. Dạ thì anh với chị cũng rất là yêu quý chú Bảy nên cũng muốn tặng quà cho chú Bảy để giúp chú Bảy một phần nào đó trong cuộc sống. Dạ. Dạ thì em cũng cảm ơn anh Nít và chị Tiên rất là nhiều đã gửi món quà gửi tặng cho gia đình của chú Bảy nha. Thì em kính chúc cho anh và chị có thật nhiều sức khỏe luôn, thành công trong công việc và cuộc sống luôn. Dạ rồi con về chú Bảy ơi. Dạ hôm nay nhận quà vui ha chú Bảy. Dạ rồi con về luôn nha. Dạ món quà tiếp theo thì anh Nít và chị Tiên cũng muốn gửi tặng đến anh Bình. Dạ thì hôm nay anh Bình có quà gì của Nương thì Nương sẽ thay mặt cho anh với chị để gửi tặng món quà này đến anh Bình luôn nha. Hôm nay được quà anh Bình. Thấy vui hả anh Bình? Vui, bất ngờ. Dạ thì Nương cũng chia sẻ với ông bà cô chú được biết thì cũng rất là nhiều cô chú hỏi Nương là Nương với anh Bình là anh em như thế nào á. Thì Nương với anh Bình là anh em cô cậu. Dạ thì công việc hàng ngày của anh Bình á thì đi thả lưới và xúc cá để kiếm cá để cho gia đình ăn. Còn khi nào mà dính được nhiều cá thì anh sẽ đem đi bán để phụ giúp trong gia đình. Thì lúc trước anh làm đông lạnh nhưng mà nghỉ đúng không? Mình lúc mà dịch bệnh á. Rồi sau này cái giờ là anh đi theo thả lưới luôn. Đúng rồi. Chỉ đi kiếm cá. Thì anh Bình có hai người con, cô chú là bé Khang và bé Nị. Còn chị thì đi làm dọn dẹp ở dưới huyện. Tới chiều mới về. Dạ thì hôm nay em cũng rất là vui khi được thay mặt cho anh Nít và chị Tiên gửi tặng anh Bình món quà số tiền 2 triệu nha. Dạ. Thì em cũng xin cảm ơn anh Nít với chị Tiên rất nhiều đã hỗ trợ cho em số tiền lớn. Chúc anh chị được nhiều sức khỏe, vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Dạ. Thì anh Nít và chị Tiên đặc biệt rất là yêu quý anh Bình. Thì cũng theo dõi, cũng được biết mình cũng rất lâu rồi. Thì thường anh Bình đi chung với hai chị em thì xúc cá với đi thả lưới. Dạ. Thì anh chị rất là yêu mến nên là muốn tặng cái món quà là số tiền 2 triệu này để giúp anh Bình một phần nào đó để trang trải trong cuộc sống. Dạ. Thì em cũng cảm ơn tấm lòng của anh Nít và chị Tiên rất là nhiều đã yêu mến anh Bình, tặng anh Bình số tiền để giúp cho anh có thể lo sinh hoạt trong gia đình nha. Dạ. Thì em cũng chúc cho anh Bình có nhiều sức khỏe luôn nha. Rồi, cảm ơn. Dạ. Thì hôm nay Nương cũng rất là vui khi được thay mặt cho anh Nít và chị Tiên là tặng quà đến chú Bảy và anh Bình. Thì nãy giờ Nương cũng trao cho chú Bảy và anh Bình cũng xong rồi. Thì một lần nữa Nương cũng rất là cảm ơn tấm lòng của anh Nít và chị Tiên đã yêu quý đến chú Bảy và anh Bình để tặng cho chú Bảy và anh Bình một số tiền để giúp trang trải trong cuộc sống. Thì Nương cũng kính chúc cho anh và chị có thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và luôn thành công trong công việc và cuộc sống luôn nha. Thì video đến đây cũng kết thúc. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm ủng hộ kênh Hương Quê. Dạ xin chào.